chú anh chị các bạn, em buổi chiều tối thì đoàn đi thì có rất nhiều ở nhà của chú anh chị cũng vừa đến đây để mua đồ ủng hộ chị Lan chú anh chị. Nhà tiền kế em này có anh chị đi chiếc xe con từ Đồng Nai của chú anh chị cũng vào bên trong để em mua đồ ủng hộ chị Long tối ngày hôm nay cả nhà. Rất nhiều luôn. Chào mấy cô. Dạ. Mấy cô ở gần đây không cô? Dạ. Cô vào trong đi. Vô mình chọn lựa món hàng thôi. Rất đông mà cô chú nhỉ. Nói chung là chị ông Loan mới đi ra ngoài, cô chú nhỉ chắc gần về đâu cô chú anh chị. Nó có anh chị gái đến từ hôm nay mua đồ rất nhiều mua cho chị Loan chú. Bên trong là có thành mỹ nữa chú anh chị. Thành mỹ cũng đang ngồi bằng máy tính của chú anh chị. Mấy cô như vừa vào trong rồi đấy, thắp hương chú Năm Vũ Linh rồi chú nhỉ. Ngồi vào trong rất là lâu rồi. Chị Loan với chị Trang cũng đi ra ngoài rồi nè. Mấy cô mua rất là nhiều đồ các nhà. Cô còn mấy anh YouTube đâu? Dạ mấy anh ở trong kia hết rồi cô. Cô gửi cho anh YouTube hỏi anh. Ôi dạ con cảm ơn cô nha. Nó qua kìa. Mấy nhà chồng nó đi ăn tối rồi. Là nó ngồi đây cô mua kem cháy tặng anh em YouTube này. Dạ không phải cô giấy số. Rồi gửi tiền đi coi. Có mấy người nữa mà đi rồi. Cô chú chị. Là phía trong cô chú chị. Thì cô cũng mua bánh mua kem cháy tặng anh em YouTube này. Cái nhà cô tặng anh em mỗi người kem cháy này cả nhà.
À, cảm ơn cô rất nhiều. Chú Chánh với anh Khoa đang xé những nồi cơm cháy ra của chú anh chị. Cảm ơn cô đó đã tặng cho Tinh Văn Miền một hộp một túi cơm cháy của chú anh chị. Món cơm cháy xuất khẩu mau à chú Chánh ha. Món cơm cháy món chạy à. Ngon. Cái này ngon nè. Nói chung là trước nhà của chị Loan thì bắt đầu cũng là hạt mưa nặng hạt thôi cô chú anh chị và các bạn. Bắt đầu là mưa này cả nhà. Cô chú anh chị thấy lên cái ánh đèn mặt trời mặt đèn này là mưa rơi rồi cả nhà. Mưa như em Tim Miền bắn đứng đây để quay video cho cô chú anh chị xem cho event chị Hồng Loan bán hàng của sống thường xuyên bằng ngày thường ngày cho cô chú anh chị xem đó cả nhà. Phía trong là có chú Chánh và anh Khoa và anh Thành Mỹ cũng bằng máy tính luôn chú anh chị. Chốt đơn cho những việc khách khán giả người ta đặt trước thôi chú anh chị, chỉ tới là lái thôi cả nhà. Mấy cô vào trong cái đĩa thăm bùm bùm lên lầu cô chú anh chị. Thôi Tim Ba Miền sẽ kết thúc clip ở đây cô chú anh chị. Tới bây giờ hai cho Tim Ba Miền một like một đăng ký mình chia sẻ cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị một bạn video tiếp theo ha.